Hello, chào các bạn. Lại quay về một Hello, chào các bạn, lại quay về. Tự nhiên lâu lâu không làm video nên là bị níu cả lưỡi. Thế mới thấy là các bạn vlog. Các bạn ấy phải phải có hứng lắm ấy nhỉ. Tự nhiên cái đợt này mình bị chán chán ấy, buồn buồn ấy, thế là mình chẳng có hứng làm video gì cả. Thỉnh thoảng mình có lên trả lời các bạn các câu hỏi thôi, nhưng là không thể trả lời được hết. Vì đợt này cũng nhiều việc quá với cả tâm trạng nó cũng không được ổn định ấy. Phụ nữ mà thỉnh thoảng tâm trạng nó cũng lên xuống, nói chung là thất thường ấy. Thế nên là cứ buồn buồn mà không có làm tốt được cái việc gì nếu như mình cảm thấy không có hứng thú. Nhưng mà tự nhiên là hôm nay trời rất là đẹp, thời tiết rất là đẹp, có rất là nhiều gió. Ở bên này nghĩa đặc sản của Đài Loan là gió các bạn ạ, bởi vì nó là đảo ấy, nên là xung quanh là không có cái gì che chắn hết nên là gió rất là nhiều luôn. Hôm nay gió rất là nhiều và mình thấy Watson sale giảm giá kem chống nắng, thế là mình mua ngay và mình muốn review ngay em này cho các bạn. Và một em nữa là Aven mới, cái Aven này này, đây này đó, mình có chụp ảnh để đây cho các bạn nha, mattify này, và mình có thử ở bên nửa mặt bên này rồi. Y mỗi tội là nó chưa sale nên mình chưa có mua để review ngay ở đây cho các bạn được, nhưng mà cảm nhận của mình sau 2 tiếng sử dụng là nó rất mét luôn, các bạn thấy không? Nhưng mà lúc mà ban đầu mình dùng ấy, để lấy gương ra soi lại nhá, thì mình cảm giác là cái nửa mặt mà mình xài ấy, thì nó hơi trắng hơn so với bên này. Chắc là nó cũng phải mất khoảng độ 20 phút ấy để cho nó apply hẳn vào. Bên này là mình không có xài nha, bên này là mình xài Aven nha. Còn bên này là kem chống nắng trước đó là mình xài gì ta? Nivea. Ừ, còn bên này là Aven. Thì khi mà mình dùng lúc ban đầu ấy, thì mình thấy là mùi của nó thì cũng nhẹ nhàng thôi, không có quá đặc biệt, có cồn nha. Thường là những cái loại mà dùng cho da dầu ấy, để kiềm dầu thường sẽ có thành phần cồn trong đó. Nhưng mà không nhiều, không mình không thấy cay mắt khi mà mình bôi lên. Đây mình sẽ có cả video thử ở tại Watson luôn cho các bạn xem. Mình rất là hay thử ngay trực tiếp ở đó luôn. Thì mình thấy không có bị cay mắt. Có một số bạn nói là dùng hay bị cay mắt, dùng loại nào cũng bị cay mắt đúng không? Thì các bạn chắc là da của các bạn quá là nhạy cảm, hoặc là với cái mùi cồn như thế các bạn quá là nhạy cảm với mùi cồn, thì mình khuyên các bạn là khi mà dùng thì các bạn dùng lượng nhỏ, từng ít một, từng chút một thôi. Và đặc biệt là cái vùng xung quanh mắt này này thì các bạn tán một ít một thôi, nhưng mà tán nhiều lần đó, thì nó sẽ giảm bớt cái lượng, cái nồng độ khi mà mình sử dụng, nó cũng bớt đi cái tình trạng cay mắt. Chứ còn cũng rất là khó, trừ khi là bạn tìm những cái loại cho sensitive skin thôi. Thì tuy nhiên là sensitive skin thì nó sẽ không thể kiềm dầu được như là những cái loại mà riêng cho da dầu đúng không nào? Cái này thì rất là khó rồi. Thế nên là có bạn hỏi mình là loại nào mình review, cái loại nào mà dùng được vừa cho da dầu mà lại không cay mắt, không cồn, không gì, thì rất là khó. Mình cũng không biết loại nào luôn. Da của mình thì ít khi có tình trạng cay mắt lắm, trừ khi mà mình dùng quá nhiều một lúc luôn. Mình nhận ra là khi mình dùng nhiều ơi là nhiều, chặng ngay trong cái lần đầu tiên ấy, thì mình sẽ có cảm giác nó bị cay mắt bởi vì mình bôi quá nhiều, đặc biệt là xung quanh mắt. Thì mình nghĩ là khi các bạn bôi ấy, những bạn nào mà nhạy cảm với mùi cồn đi, thì các bạn bôi ít một thôi. Những cái vùng xa mắt thì ok các bạn bôi nhiều được, còn cái vùng xung quanh mắt các bạn bôi chút một thôi, thì nó sẽ bớt đi cái tình trạng đấy nhá. Cay mắt thì nó cũng không phải là cái vấn đề gì quá quan trọng và nguy hiểm cả. Cái việc nổi mụn hay là kích ứng thì mới nguy hiểm, đúng không? Chứ còn cay mắt thì các bạn có thể giải quyết được. Đấy, như cách mình nói là các bạn sử dụng cái lượng ít hơn thôi. Thì với cái Aven này, nói tiếp về cái Aven này thì mình thấy là rất ổn luôn. Cái thành phần của nó kinh khủng khiếp luôn ấy, xịn sò vãi. Cái thành phần của nó, Tyrosop M của nó đến 7 chấm nhá. Tyrosop M của nó 7 chấm. Tyrosop S rồi là nói chung là chống tiêu UVA 1 rất là đỉnh luôn á. Chỉ số rất là đỉnh, và dùng thì mình thấy rất là ổn. Mỗi tội là ban đầu nó sẽ hơi khó tán một tí vì là cái texture của nó hơi đặc. Nó không phải là dạng mill các bạn ạ, nó là dạng cream. Nên là cái texture của nó hơi đặc, và khi các bạn bôi các bạn sẽ cảm giác là đúng là có một cái lớp màng che phủ luôn. Thì mình lại rất thích cái kiểu như vậy nhá. Khi mà sử dụng kem chống nắng thì mình thích có cảm giác là à nó thực sự là tạo ra một lớp màng bảo vệ, thì mình cảm giác an tâm hơn. So với là những cái loại mà gel ấy, gel nó mỏng quá, nó lỏng quá, thấm ngay thì mình lại không thích lắm. Mình lại thích nó như là kiểu như là bôi kem nền thì các bạn, là có một cái lớp cảm giác như vậy. Thì với cái Aven mới này thì mình khá là ưng, chờ khi nào nó giảm giá thì sẽ mua. Chứ bây giờ vẫn còn đắt quá. Bây giờ là một cái lọ và cái dạng dạng pump như vậy, dạng dạng ấn để lấy sản phẩm rất là sạch nữa. Thì với cái lọ 50 ml này là đang ở bên Đài đang bán là 7856, khoảng gần 600.000 ha. Gần 600.000 thì cũng hơi cao so với những cái loại khác. Đó, nhưng mà thành phần thì quá đỉnh. Nếu mà bạn nào mà những bạn mà dùng treatment chẳng hạn, hay là bị nám chẳng hạn, thì có thể sử dụng cái loại này nhá. Gì nữa nhỉ? À đấy, nó có cái điểm trừ là nó hơi khó tán một xíu. Mùi cồn thì mình nghĩ là rất là nhẹ thôi, có cồn nhưng mà rất là nhẹ, hơi đắt.
và nó tạo cái lớp trắng có màu trắng nha. Mặc dù thành phần của nó nhưng không có gì oxit trong đó. Đây là kem chống nắng hoàn toàn hóa học, không có gì oxit trong đó, nhưng mà nó lại tạo cái lớp màng trắng ban đầu khá là rõ. Nhưng mà các bạn phải mất khoảng độ 20 phút. Thì ok, trước khi ra khỏi nhà thì cũng 20 phút đúng không nào? Bôi kem chống nắng trước thì sau đó ra là vừa, thì nó sẽ thiệt với màu da như bây giờ. Và nó có, mình nghĩ là trong này có silicone nên nó, mình cảm giác nó khá là smooth ý. Silicone thì không đáng sợ đâu các bạn. Nếu như các bạn sử dụng kem chống nắng mà sau khi về nhà các bạn tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ thì silicone sẽ không thể nào mà chui sâu được vào da của các bạn gây bít tắc lỗ chân lông được đâu. Trừ trường hợp các bạn bôi kem chống nắng mà các bạn không tẩy trang, không rửa mặt sạch thì mới có cái hiện tượng gây mụn thôi. Chứ còn nếu mà rửa mặt sạch sẽ thì silicone, cái phân tử phối của nó rất là lớn luôn, nó không thể chui mô được da của các bạn đâu. Nên là nó tạo một cái lớp finish matte, các bạn thấy không? Rất là matte luôn này. Mình rất là thích cái kiểu matte như thế này. Chắc là phải săn nó giảm giá để mua thôi. Thì rất là matte luôn. Không có cái gương to ở đây để nhìn ấy, chỉ có cái gương bé thôi. Đấy, bây giờ nó vẫn hơi trắng đấy các bạn. Chắc là ở đây nó không nhìn rõ, vẫn hơi trắng đấy các bạn. So sánh với bên nửa mặt bên này và bên này thì cái bên này nó vẫn hơi trắng, giống như là một lớp kem nền mỏng mỏng. Các bạn da dầu là dùng được nha, nhưng mà phải có kinh tế một chút vì nó hơi đắt đó, và ban đầu nó hơi khó tán một xíu đấy. Thì mình thấy là rất là good luôn, thành phần tốt, cảm nhận sử dụng khá tốt. Nếu như mà cái, nếu như mà nó lỏng hơn một xíu, cái này nó hơi đặc một tí, hơi hơi khó tán lúc ban đầu, nếu nó lỏng hơn một tí thì perfect luôn, mình nghĩ là hoàn hảo với mình. Và bây giờ sẽ là đến nhân vật chính. Hôm nay sẽ mua một tặng một các bạn, tính ra là giá của nó khoảng độ như ta, khoảng độ 200.000 đó. Ô, chưa đến 200 nhỉ? Gần 200.000 sau khi sale các bạn ạ, gần 200.000. Nhưng mà cái trip của nó hơi bé, có 30ml thôi các bạn ạ. Và đương nhiên là mình sẽ mua cái dòng dành cho da dầu rồi, Oil Control Matte and Fresh UV Perfect. Đây. Thì các bạn biết là thành phần của L'Oreal thì nó có một cái thành phần đặc biệt, đó là Mesorin XL và Mesorin XS. Lutein Methyl. Nó có Avobenzone trong này 1.5 nữa. Nói chung thành phần cũng rất là ổn. Đương nhiên là không thể so sánh được với em Aven. Aven là mạnh hơn. Bởi vì là cái khả năng chống tiêu UVA ấy, thì của tiêu xuất em nó sẽ cover nhiều hơn. Avobenzone và tiêu xuất em là sẽ cover được cái giải rộng nhất. Còn Mesorin thì nó sẽ ít hơn một chút, nhưng mà nó cũng rất là ổn định, cũng rất là tốt rồi. Nghĩ cũng rất là ổn. Bây giờ thử xem sao nha. Cái thành phần trong này thì nó cũng sử dụng cái thành phần đất sét để kiềm dầu, chống các phân tử ở trong không khí, bụi bẩn ở trong không khí. Và cũng có hạn sử dụng 3 năm. Oil free. Cái này phải lắc. Bây giờ mình sẽ thử ở mặt bên này. Mình thích thử luôn đấy. Đây là cái gương mắt mình kém, mắt mình không có nhìn được. Không có mùi đâu ạ. Mùi hóa chất. Và chất kem của nó có màu trắng sữa. Rất là dễ tán nha. Không tạo lớp màng trắng, rất là dễ tán. Thực ra là da mình thì nó bây giờ cũng không quá dầu đâu. Nên là để nói mà kiềm dầu hay không cho các bạn cũng hơi khó ha. Tại mình già rồi ấy, nên bây giờ dầu chỉ có một chút chứ không quá nhiều. Nhưng mà mình vẫn chọn các sản phẩm chống nắng cho da dầu nhá. Tại vì mình thích cái cảm giác nó mét ấy, nó lì ấy, chứ mình không thích nó bóng bóng lắm. Hơi dính. Đúng là cái Aven bên này nó vẫn trắng hơn các bạn không? Các bạn thấy không? Rất là tuyệt với cả màu của da mặt. Mình không biết là nó sẽ có bị xuống tông nhiều hay không. Nhưng đa số thì các kem chống nắng hóa học thì sẽ xuống tông một chút sau khi các bạn sử dụng. Mình nghĩ là cũng chẳng sao cả. Việc mà quan trọng nhất ấy, là các bạn chăm sóc để có một cái làn da nó khỏe mạnh và nó mịn màng. Khi mà da các bạn khỏe và mịn màng ấy, thì các bạn dài cái gì cũng được, nó hơi tối màu đi một tí cũng chẳng sao cả. Không thấy nó là vấn đề nữa. Chứ còn nếu như mà da mình vẫn còn mụn hay là sần sùi, mình không tự tin thì dùng cái gì mình cũng thấy là nó chưa ổn đúng không? Còn
Còn nếu mà da ổn rồi thì bạn dùng cái gì cũng được hết. Thì mình nghĩ là với một cái trip 30ml mà giá chưa đến 200k, thành phần cũng rất là ổn. Mình nghĩ là đây cũng là một sự lựa chọn rất là phù hợp cho các bạn nào mà da dầu nhỉ. Rồi nó khô rất là nhanh. Cũng mét luôn rồi, mét hệt như bên này luôn. Tức là khả năng kiềm dầu của hai em này mình nghĩ là cũng ngang nhau ha. Mỗi cái là Aven nó hơi bị trắng. Nhưng mà có bạn lại thích cái kiểu hơi trắng này. Mình thì trắng hơn một xíu cũng không sao. Các bạn có thể ăn gian bằng việc là sử dụng kem chống nắng hóa học xong. Sau đó thì các bạn trồng kem chống nắng chất bật tí lên cũng không sao nha. Nhưng mà nhớ là để cho kem chống nắng hóa học nó hoàn toàn tiệt vào với mặt đã, khoảng độ 20 phút đã rồi các bạn mới trồng các cái lớp khác lên sau nha. Mình thấy rất là khô. Đó, mình nghĩ là khá là ổn với cái giá như thế này thì cũng được, nếu mà nó sẽ tương đương với, ví dụ như là bây giờ là, cái này là 30ml đúng không? 50ml thì nó sẽ tương đương khoảng 350. Thì mình nghĩ là cũng mức giá trung bình, đúng không? Không quá cao. Mà thành phần thì tống chống tia UVA and long UVA, tức là UVA 1 đấy. Đây họ cũng ghi như vậy. Thành phần mình thấy cũng rất ổn rồi. Không có gì để phải chê cả. Có alcohol đây nát, nhưng mà mình không gửi thấy mùi cồn lắm. Không gửi thấy mùi cồn, mình nghĩ là rất là ít, mặc dù là thành phần của nó ngay ở vị alcohol ở vị trí thứ ba, nhưng mà mình cũng không gửi thấy mùi cồn gì cả. Hoặc là bên mũi mình tịt không gửi thấy mùi cồn. Nghĩa là trừ khi các bạn dùng quá nhiều ấy thì các bạn mới thấy thôi. Chính vì thế nên là với những bạn mà dễ bị cay mắt thì mình khuyên là nên dùng ít một nhưng mà dùng nhiều lần. Quan trọng nhất của việc, mình vẫn nhắc lại, quan trọng nhất của việc dùng kem chống nắng ấy không hẳn là việc là các bạn phải chọn loại thật là đắt đâu, mà quan trọng là các bạn phải apply lại nó nhiều lần. Bởi vì người ta đã nghiên cứu rồi, cứ 2 tiếng là cái tác dụng của cái kem chống nắng đấy nó down rất là nhanh luôn. Nó đi xuống như một cái đường lao dốc này các bạn. Thế nên là mình phải apply liên tục, cứ 2 tiếng một lần, bạn nào chăm thì 1 tiếng một lần. Không sao hết. Chứ còn các bạn mua có xịn ơi là xịn thì các bạn vẫn phải apply lại nhiều lần nhá, chứ không phải là mặc kệ là cái việc nghĩ là ok, mình kem chống nắng của mình rất là tốt rồi, La Roche-Posay, Avène vân vân, rất là đắt tiền, rất là tốt rồi, mình không cần phải apply lại là các bạn sai. Bạn vẫn phải apply lại thì mới ổn được. Rồi thôi nha, kết thúc video này nhây nha, tại hôm nay mình có hứng ấy nên mình nên mình sẽ có thể là mình sẽ nói nó hơi lủng củng một tí vì mình cũng không có chuẩn bị trước. Vừa ra Watson và thấy là họ giảm giá thì mình mua luôn và xài thử xong rồi review cho các bạn luôn. Chung là hai loại mình đều ưng cả, mỗi đội cái này hơi đắt. Trời, khi nào mà nó giảm giá thì mình sẽ mua. Ôi, bye bye các bạn nha. Nhớ subscribe channel của mình nhé.